Hello, hello. Xin chào các bạn đã đến với Thuần Capital ngày hôm nay. Và hồi sáng này đó, khi mà thổ thức dậy đó thì có một cái thông tin đang được lan tỏa rất là nhanh trên mạng xã hội và phần lớn đó là lan tỏa trên Twitter đó chính là cái thông tin liên quan đến là cái số lượng uh, Bitcoin đó từ sàn gót sẽ được trả vào ngày mai. Và mọi người đang lo lắng là tin này có thật hay là không. Tại vì cái số lượng rất là nhiều chúng ta thấy được là tổng cộng là 137.000 BTC sẽ được trả cho những nạn nhân. Thì có phải là sẽ dẫn đến là mọi người sẽ đi bán và dẫn đến giá đi xuống rất nhiều hay là không. Thì đây chính là cái mối lo sợ uh, hồi sáng này. Và chúng ta có thể thấy được đó là phần lớn thông tin này bây giờ đây chỉ là một tin đồn mà thôi Và chúng ta có thể nhìn thấy được là thường chia sẻ thông tin à, là hiện đang có rất nhiều tin đồn Về sàn Malgox sẽ trả khoảng chừng là 140.000 BTC cho cái nạn nhân này ngày mai Và tin này đó thì vẫn chưa được xác thật nhưng mà đang được lan tỏa khắp nơi thì chúng ta có thể nhìn thấy được là cái thông tin này đó phần lớn là tất cả những cái người mà chia sẻ là bắt nguồn từ một cái Twitter có tên là The Altcoin Hub và chúng ta thấy được là đây là cái nguồn của cái thông tin này Và phần lớn chúng ta được là like và chia sẻ là đến từ đây Nhưng mà ngay cả Allcoin Hub cũng không có đưa ra bất cứ một cái link nào chính thức cho chúng ta thấy được là đây là sự thật hết Và thật ra có rất nhiều người đã đang nói đây chỉ là thông tin giả mà thôi Ngày mai hay là tuần sau chúng ta vẫn không có thông tin liên quan tới sàn Malgox trả lời tiền cho những nạn nhân thì khi giả đó thì để thường chia sẻ một số gì mà thường biết với các bạn thường thì không phải là một nạn nhân à, của sàn Malgox đây là một sàn mà đã bị phá sản thường nhớ là năm 2014 thì lúc đó đó thường không có sử dụng sàn này cho nên không có phải là một nạn nhân cho nên thường chia sẻ những gì mà thường hiểu thì chúng ta có thể nhìn thấy được là đây là cái tài liệu à, đến từ Án. Các bạn được đây là cái tài liệu được chia sẻ vào ngày 6 tháng 7 Có nghĩa là chia sẻ tháng vừa rồi Thì trên tài liệu này đó có một phần khi mà chúng ta nhìn vào cái trang uh, thứ ba Đó là cái uh, phần liên quan đến uh, cái tin là có thể tháng 8 này sàn Margot sẽ bắt đầu đã trả lại một số Bitcoin cho nhà nhân. Và khi các bạn đọc đó thì rất là rõ ràng là cái ngày mà trả lời đó không nói rõ đây Chỉ nói là khoảng chừng là cuối tháng 8 Có nghĩa là cuối tháng này đó Thì có thể là trả một phần cho những nạn nhân mà thôi Có nghĩa là các bạn thấy được initial pay, repayment Nghĩa là bắt đầu mà thôi chứ không phải là trả hết Và chúng ta thấy được là Margot sẽ không trả tất cả 137.000 BTC vào ngày mai Có nghĩa là chúng ta thấy được là không có bất cứ một ngày nào cụ thể ở đây Và quá trình hoàn trả đó sẽ bắt đầu Một phần đó có thể trả ngày mai nhưng mà các nạn nhân đó sẽ bắt đầu nhận lại BTC của họ theo từng đợt và toàn bộ quá trình này đó có thể là mất vài tháng và có rất nhiều người ở trên Twitter bây giờ nói mình là nạn nhân của sàn Maogos và cũng đang chờ đợi đi mà nhận tiền thì nói là cái thông tin ngày mai sàn Maogos trả tiền đây chỉ là tin giả mà thôi giống như là người này đó là Eric War ở trên Twitter uh, thì nói là mình là nạn nhân uh, nhưng mà cái hệ thống trả tiền lại đó của sàn Maogos thì vẫn chưa có kích hoạt uh, để hiểu rõ hơn đó thì người này nói là hiện bây giờ uh, chưa có bất cứ một cái nơi nào ở trên hệ thống này đó chúng ta có thể điền vào là các bạn muốn nhận lại cái số lượng Bitcoin và Bitcoin Cash trả về cái ví nào ngay cả cái thông tin căn bản như vậy đó thì những nạn nhân vẫn chưa có thể điền vào được thì làm sao mà mau sau tiền ngày mai và cái đó nữa đó thì Sam cũng đã chia sẻ là họ sẽ không trả cho tất cả nạn nhân một lúc mà sẽ trả theo là từng phần. Một số người đó thì họ đã bán cái số lượng Bitcoin mà có thể nhận lại được đó, thì cái giấy nợ đó họ đã bán cho những công ty như là Fortress Roy. Nếu như mà chúng ta nhìn vào cái lịch trình mà trả lại tiền đó, thì hiện bây giờ vẫn không có ngày nào chính thức hết cho nên người này nói đó là tin tức liên quan tới sàn mau trả tiền ngày mai đó là tin giả thì đây là tất cả những gì mà mình thường muốn chia sẻ với các bạn à, về cái thông tin này cho đến khi nào mà chúng ta có thêm thông tin chính thức thường chỉ coi đây là một cái tin đồ mà thôi để cho làm cho mọi người lo lắng và cho dù ngày mai họ có bắt đầu trả đi nữa đó, thì cũng trả một phần mà thôi họ sẽ trả theo từng đợt và những bài nào mà hồi nãy giờ nghe thường nói mà vẫn chưa hiểu rõ là chuyện đang xảy ra góc là ai Tại sao mà ai cũng nói đến vấn đề này đó thì thân có làm một cái video gần đây đó chính là video 1359 phần 2 liên quan đến cái uh, hiện tượng Malgox này Và Thuân biết là nhiều bạn uh, thì uh, cũng khó kiếm video trên Youtube Cho nên Thuân sẽ re-up lại cái phần này ở trong video này để các bạn hiểu rõ hơn là chuyện gì đang xảy ra Đồng hành cùng chúng ta trong video ngày hôm nay là Coin 98 Super App Đây là ứng dụng tiền mã hóa đa năng hàng đầu thị trường Chỉ với một ứng dụng Coin 98 bạn có thể trải nghiệm các tiện ích DeFi khác nhau như Lưu trữ hơn 10.000 đồng tiền mã hóa qua cái ví multi-chain Hiển thị các bộ sưu tập NFT yêu thích Giao dịch crypto trực tiếp trên app qua chức năng swap và tích lũy điểm thưởng X Và truy cập hàng ngàn đạp khác nhau một cách tiện lợi Hãy tải ứng dụng Coin 98 ngày hôm nay và nhập cái mã giới thiệu trên màn hình để ủng hộ kênh, đồng thời bạn cũng sẽ có cơ hội nhận được những phần thưởng đặc biệt từ các chương trình của Coi98 Thuần cũng đã viết bài tóm tắt liên quan cái sự kiện này với các bạn liên quan đến lịch sử của Malgox Thì để Thuần chia sẻ với các bạn Đây là cái bài viết Thuần viết ở trên những mạng xã hội thì Malgox chuẩn bị trả 150.000 BTC cho cái nạn nhân Thì bạn có cần lo lắng hay là không thì trước hết tóm tắt về sàn Malgox là gì và tại sao mà chúng ta cần phải quan tâm Tại vì có rất nhiều bạn mà tham gia trong vòng 2-3 năm qua thì có thể là cũng không có biết nhiều về Malgox hay là Thậm chí là chưa hề nghe cái tên này, tại vì cái tên này nó cũng khá là đặc biệt Nhưng mà tóm tắt về lịch sử đó, cho chúng ta sẽ nói tới cái sự kiện mà sàn Malgox trả BTC là như thế nào Thì sàn Malgox là một cái sàn giao dịch Bitcoin có trụ sở tại Tokyo, Nhật Bản ra mắt vào năm 2010 và là sàn Bitcoin lớn đầu tiên xử lý hơn thời điểm đó đó là 70% của tất cả giao dịch Bitcoin trên toàn thế giới. Các bạn đã thấy được là 70% của tất cả giao dịch Bitcoin được xử lý bởi một sàn duy nhất mà thôi thời điểm năm 2010, cuối năm 2006 đó trở lại thời gian đi thì thời điểm đó lập trình viên Jeff McCaleb đã nghĩ đến việc xây dựng một trang web cho người dùng, dịch vụ trò chơi thẻ bài dựa theo cái game giả tưởng có tên là Magic đây là một cái game thẻ bài mà người ta chơi bên ngoài, nhưng mà bây giờ người này đó, Jeff lập cái tên này nghe quen lắm tại vì thường sẽ chia sẻ thêm với các bạn. À, nhưng mà người này thì muốn tạo ra một cái sàn để có thể chơi trên mạng và giao dịch, trao đổi trên mạng. Có tên là Magic the Gathering Online để họ giao dịch các thẻ Magic như là một cổ phiếu. Vào tháng 1 năm 2007 đó, thì chép mua tên miền là mtgox.com viết tắt của chữ Magic the Gathering Online Exchange và dịch vụ này hoạt động trong khoảng 3 tháng trước khi mà Jeff chuyển sang một dự án khác như là ông ta đã chán sau khoảng 3 tháng rồi không hoạt động nữa. Nhưng mà khoảng chừng 2 năm sau đó, đó năm 2009, thì anh sử dụng lại tên miền này để quảng cáo trò chơi bài có tên là The Far Wilds của mình. Rồi tới tháng 7 năm 2010 đó, thì Jeff lập đọc về Bitcoin trên Slashdot và quyết định rằng cộng đồng Bitcoin cần một sàn giao dịch để giao dịch Bitcoin với các loại tiền tệ thông thường vào ngày 18 tháng 7 đó thì MtGox đã ra mắt dịch vụ trading Bitcoin trên cái tên miền là MtGox.com vào tháng 3 năm 2011 đó thì James Callum đã bán trang web cho nhà phát triển người Pháp có tên là Mark Capellas và người cũng đã đang sống Nhật Bản thời điểm đó và là người mà quản lý cái sàn sau khi mà nhận từ James Callum mua lại cái tên miền và mua lại sàn thì Jeff McCallop sau đó đó đồng sáng lập ra Ripple với lại Chris Larson như là đồng XRP và sau đó là hai bên bất đồng giữa Jeff McCallop và Chris Larson cho nên họ đã tách rời thêm một lần nữa và Jeff rời bỏ Ripple và tạo ra Stellar có nghĩa là XLM đồng XLM bây giờ Malgox thời điểm đó đã xử lý như thường chia sẻ là 70% của tất cả giao dịch BTC trên toàn thế giới. Đó chính là năm 2014, đầu năm đó. Nhưng mà khi mà sàn đột ngột, ngừng hoạt động và nói là đã bị hack và mất hàng trăm nghìn BTC, con số rất là lớn luôn. Malgox cho biết đó, là họ đã mất gần 750.000 Bitcoin của khách hàng và khoảng 100.000 Bitcoin của chính họ. Tổng cộng đó là khoảng 7% của số Bitcoin lúc đó và trị giá đó là khoảng 473 triệu USD tính theo cái giá của Bitcoin thời điểm đó nhưng mà tính tới bây giờ đó cái giá có thể lên tới là 18 tỷ đô la vào tháng 2 năm 2014 thì Mt. đã tạm ngừng giao dịch và đóng cửa trang web và dịch vụ đồng thời đó họ nộp đơn xin bảo hộ phá sản từ các chủ nợ vào tháng 4 năm 2014 đó thì công ty bắt đầu thủ tục thanh lý Mặc dù là sau đó họ đã kiếm trở về 200.000 BTC Nhưng mà không biết là rõ ràng là tại sao họ lại kiếm được con số này Các bạn hãy nhớ là con số họ mất đó là 850.000 BTC 750.000 Bitcoin của khách hàng và 100.000 Bitcoin của họ Con số rất là lớn, 7% của tổng số BTC thời điểm đó nhưng mà sau đó họ kiếm lại được 200.000 BTC nhưng mà cái lý do tại sao mà bị hack bị lấy mất đi ra thì không có rõ có rất nhiều những nghi vấn giống như là có phải đây là cái vụ trộm cắp hay là có ai đó gian lận có phải là đây là cái lỗi của ban quản lý tại vì họ quản lý yếu kém hoặc là sự kết hợp của những thứ này vấn đề là chúng ta vẫn không rõ ràng các nạn nhân đó vẫn đang chờ được trả lại một phần BTC từ năm 2014 Quá trình này đã kéo dài đến giờ do thủ tục pháp lý ở Nhật Bản và chúng ta thấy được là hầu như năm nào bắt đầu là từ năm 2016, 17, 18, 19 mãi tới bây giờ, năm nào cũng có người nói là sắp rồi, sắp rồi nhưng mà đợt này đã hầu như là chúng ta đã đến rất gần cái ngày mà Mao Góc sẽ trả lại cái phần mà họ kiếm được cho những cái nạn nhân. Điều thú vị đó là trong cái số 850.000 BTC này bị mất đó, đáng giá lúc đó là 473 triệu 200.000 BTC tìm lại được đó, đáng giá 4,3 tỷ ngày hôm nay các bạn thấy được là chỉ tìm lại được khoảng chừng là hơn 1 phần tư cái số lượng BDC một chút thôi mà chúng ta thấy được là đáng giá 4,3 tỷ trong khi mà thời điểm đó mất chỉ có 473 triệu mà thôi có nghĩa là đồ BTC đó là một trong những cách làm rất là có lợi nhuận cao trong khoảng thời gian này và đương nhiên những nạn nhân thì họ bắt buộc phải bị đồ rồi tại vì họ không có lấy cái số Bitcoin của mình được bây giờ đó họ sẽ được trả lại một số nhiều hơn nữa cho nên có bạn nói là nạn nhân của Malgox bây giờ đã trở thành cá voi rồi thì uh, chúng ta bây giờ hãy nói tới là cái số tiền được trả lời này là bao nhiêu và bạn có nên lo lắng hay là không chúng ta đã được là cái số Bitcoin được trả lời đây là khoảng 150.000 BTC Tại vì khoảng chừng 50.000 BTC được xử lý trước đó rồi Còn 150.000 BTC này để có người nói là con số khoảng chừng 138.000 Thường cũng không có rõ con số là bao nhiêu nhưng mà cứ tính là khoảng đó đi Đó là cái thông báo chúng ta nhận được Thì cái số BTC này đó không hề nhỏ các bạn nên nhớ đó là MicroStrategy là công ty lưu trữ nhiều Bitcoin nhất hiện bây giờ Mà công ty MicroStrategy đã lưu trữ trong ngân sách của họ là 129.000 Con số này còn nhiều hơn tổng số lượng BTC được lưu trữ bởi gì nữa chứ đừng nói cho những công ty nhỏ hơn cho nên nhiều bạn lo lắng đó thì cũng dễ hiểu thôi nhưng mà để thường chia sẻ một vài điều chúng ta cần phải suy nghĩ đến thứ nhất đó là hiện bây giờ cái ngày trả lại cái số BTC này đó cùng với cái số lượng Bitcoin Cash À, tại vì Bitcoin đã Harvard năm 2017 thì vẫn chưa có quyết định Nhưng mà theo ước tính á, thì sẽ trong năm nay Nhiều người cho đó là dựa theo những cái văn bản thì họ đưa ra những cái lập luận mà thôi Chứ không có phải là có ngày chính thức trong cái văn bản của tòa Lập luận là khoảng chừng tháng 8 năm nay hay 9 năm nay đó Thì cái số lượng này có thể được trả lại cho những cái người à, nạn nhân này Nhưng mà chúng ta vẫn chưa rõ cho nên ngày vẫn chưa rõ Điều thứ nhì là khi mà trả lại cái số Bitcoin này đó thì sẽ cùng một lúc trả lại hết hay là trả theo từng đợt Giống như là các bạn đã biết những nạn nhân đó thì trong vòng mấy năm qua họ nộp đơn à, Chứng thật là họ là người mà nạn nhân của sàn và không biết là những cái đơn đó sẽ được duyệt Theo từng đợt hay là tất cả trả hết một lượt Điều đó chúng ta cũng không có rõ Sau khi nhận được cái số Bitcoin này đó thì có người đương nhiên là sẽ tiếp tục giữ hay là có người sẽ bán nhưng mà có thể hiểu đó là một số người sẽ bán nhưng mà chúng ta không biết cái số đó là bao nhiêu có thể là nhiều có thể là ít có nhiều lập luận khác nhau có người thì cho là có thể là nhiều người họ đã lưu trữ bitcoin họ bắt buộc phải lưu trữ bao nhiêu năm nay thì họ cũng đã thấy được cái giá trị của BTC thì có thể là họ sẽ giữ lại chứ không có bán hết có người thì nói là không đâu những người này họ đã chờ quá lâu rồi cái số lượng bitcoin họ lấy lại tuy là ít hơn là trước đây nhưng mà cái giá trị lại cao hơn rất là nhiều cho nên người ta sẽ bán tại vì bạn thấy được là có nhiều người có thể là có hàng trăm bịch khôi hàng ngàn bịch khôi hồi xưa đáng giá đâu có là bao nhiêu đâu nhưng mà họ giống như đã lãng quên rồi bây giờ họ lại được trả lời con số đó mà đáng giá giá bây giờ đó là cực kỳ cao họ đã trở thành triều phú rất nhanh chóng cho nên họ sẽ bán đó cũng là khả năng cho nên cái số lượng người mà nhận lại đó thì một số chắc chắn sẽ bán đó điều chúng ta biết cái số còn lại có thể là lưu trữ chúng ta không biết là bao nhiêu mà thôi thứ tư là đối với cái số người muốn bán đó thì cũng không có nghĩa là họ sẽ bán hết cùng một thời điểm đây là cái điều mà nhiều bạn lo lắng nhất tại vì nếu như mà tất cả bán cùng thời điểm đó thì ảnh hưởng giá sẽ ra sao cái này thì khó nói lắm các bạn khả năng này đó thì cực kỳ thấp luôn nhưng mà nếu như chúng ta nghĩ là khả năng này là có đi thì chúng ta nên nhớ là gần đây đó chúng ta thấy là giá BTC rớt rất là nhanh từ khoảng chừng là 30.000 đô, 31.000 đô xuống còn à, các bạn hãy nhớ là 17.000 đô trước khi mà họ phục lại cái mức bây giờ là lúc đó là chúng ta có một trong những đơn vị mà đâm rất nhiều Bitcoin đó chính là Luna Foundation Go các bạn hãy nhớ là Luna bán 80.000 BTC trong thời gian ngắn rồi sau đó chúng ta lại thấy được là 3AC đó, Trio Capital cũng đã bị thanh lý cái số lượng BTC đó, không biết là bao nhiêu nhưng mà chúng ta có thể thấy được là có một chút dẫn chứng gần đây cho là con số giữa Luna và 3AC là hơn 100.000 một chút đi. Thì cái con số này đó là 150.000 thì còn cao hơn nữa. Cái sự ảnh hưởng các bạn đã thấy rồi, có thể là rất là cao nếu như mà tất cả cùng bản cùng một lúc đó là không thể um, chối cãi rồi nhưng mà như thường đã chia sẻ đó không phải ai cũng sẽ bán và không mà ai cũng sẽ bán cùng một lúc đâu trong số người muốn bán đó thì đương nhiên sẽ có người muốn bán otc nhất là những người mà có số lượng lớn giống như là họ có à, 1.000 btc hay là họ có mấy trăm btc có thể là họ sẽ bán thông qua otc để có thể có được cái giá tốt hơn chứ nếu như họ càng bán thì giá sẽ càng đi xuống trên sàn à, và đương nhiên bán otc sẽ không có ảnh hưởng trực tiếp đối với giá còn có người đó đương nhiên là có số lượng nhỏ hơn giống như là vài btc họ có thể lên sàn để bán trực tiếp đó hoàn toàn là có thể. Cho nên kết luận đó là bạn có nên quan tâm hay là không thì à, câu trả lời là đương nhiên bạn cần quan tâm rồi, đây là con số Bitcoin không hề nhỏ. Và đây là một sự kiện lớn của thị trường. Nhưng mà nếu các bạn hỏi là có nên lo hay không đó thì tôi nghĩ là chúng ta cũng không cần phải lo lắng đâu. Tại vì sao vậy? Tại vì có rất nhiều yếu tố chúng ta không biết hiện tại. Nhưng mà nếu nói là 150.000 BTC điều sẽ được bán hết và cùng một lúc đó thì khả năng này đối thần rất là thấp. Chúng ta nên nhớ đây là các nạn nhân của các vụ hack chứ không phải là cá voi muốn làm giả thị trường và lý do sao thường nói là các bạn cũng không cần phải lo lắng tại vì càng lo loi không nên thì cũng vô dụng mà thôi. Tại vì đây là sự kiện mà sẽ diễn ra cho dù là bạn có lo hay không lo, bạn có thích hay không thích nó cũng sẽ diễn ra thôi. Cho nên bạn có tốn công lo cũng như vậy mà thôi, chứ lo cũng không thể nào mà cản được cái sự kiện này sẽ xảy ra. Nhưng mà cái sự kiện này đó chỉ diễn ra một lần mà thôi. Sau khi trả hết rồi thì coi như chúng ta đã chấm dứt sự kiện này. Sau khi những nạn nhân lấy lại được số BTC này và họ bán thì coi như là chúng ta đã qua được cái thời kỳ này Đây là một trong những cái đám mây đen bao phủ của thị trường crypto bao nhiêu năm nay Và đây không hẳn là cái sự kiện xấu đâu Vì đã nhiều năm thị trường cứ luôn lo lắng về cái chuyện này Khi mà nó xảy ra đó thì mọi chuyện sẽ rõ ràng hơn Giống như là khi Fed lúc mà họ cứ dọ là sẽ tăng lãi suất đó thì ai cũng lo lắng Nhưng mà khi tăng rồi đó thì không còn đáng sợ nữa Mọi người thì cũng coi như là chấp nhận với là cái thực tại mà thôi Và đây cũng là một cách để phân phối lại số BTC trên thị trường